1001 câu chuyện. Hello, xin chào các em đã quay lại với kênh 1001 câu chuyện. Và ngày hôm nay thì chị sẽ giới thiệu cho các em một bộ chiếc cơ mới của shop rất là đẹp luôn nha. Mấy em hãy nhìn sơ qua đây là những cái bộ đồ đã có, nó có một cái nhũ trắng giống như là ánh kim đó. À, nó rất là đẹp ha. Lát hồi chị sẽ tháo nó ra. Cái bọc ni lông ở ngoài này thì mấy em sẽ nhìn kỹ hơn. Và cái bộ chiếc cơ này nó sẽ có hai miếng như thế này. Miếng này thì chúng ta sẽ sở hữu được 5 nàng công chúa xinh đẹp với những bộ đầm cũng rất là đẹp luôn. Ở ngoài đây thì là những bộ đồ khá là đẹp, chỉ với giá là 30.000 đồng thôi nhé. Và các em muốn đặt mua bộ hình dáng mới này thì hãy nhớ liên hệ với shop BigTB qua số điện thoại 0937899707 để đặt hàng nhé. Còn bây giờ thì chị sẽ tháo cái miếng đầu tiên này ra cho các em xem nhé, để xem là cái độ đẹp của nó đẹp như thế nào. Đây, em hãy nhìn kỹ nha. Đây nè, đó, chị sẽ cho nó rất là lấp lánh nha. Đây là loại chiếc cơm cái hình dáng nổi ha. Đó, nó có cái màu nói chung là nó rất là xinh đẹp luôn. Và nó óng ánh như thế này ha. Nó rất là lạ luôn đúng không nè. Còn cái tấm thứ hai này, đây, mình xin lột cái tấm thứ hai ra cho các em xem nhé. Tên tên, đây là cái tấm thứ hai nè. Đó, tấm này sẽ sở hữu được 5 nàng tiên với 5 bộ tóc thật là sặc sỡ và rực rỡ luôn nha. Đó, quần áo thì cũng quá trời màu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái hình nền rất là cute. Đây là hình nền một căn nhà nè. Căn nhà hình những cái que kem, những cái hũ kem rất là xinh ha. Đây nè, nhìn rất là thèm luôn và dễ thương nữa. Ở phía sau này nó cũng có hình cho chúng ta tập chơi màu nè, chơi tô màu nè. Đó, đây là hình chú ngựa ha, chúng ta có thể tô màu theo ý thích nè, rất là thích luôn. Đó, một cái bộ hình dáng như thế này chỉ có giá 30.000 đồng nhưng mà chúng ta chơi được rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta có thể chơi được dáng hình thay đồ cho các nàng công chúa nè, rồi chúng ta có thể tô màu, rồi chúng ta có thể sử dụng luôn cả cái nền này để chúng ta chơi cho các nàng tích cơ này luôn ha. Và bây giờ thì chị sẽ bắt đầu dán 5 nàng tiên của chúng ta vào căn nhà kem này nhé. Đây, đây là nàng công chúa tóc vàng rất là dài. Cô ấy có một cái màu vàng hy vọng ha, rất là xinh xẻo luôn. Chị sẽ dán ở góc này. Và tiếp tục là nàng công chúa tóc hồng xinh đẹp. Đây, có đôi mắt thật là long lanh. Chị sẽ cho nàng ấy ở góc này nhé. Tóc ở dưới đây đi. Xong. Và tiếp theo, cái nàng công chúa này gọi là nàng công chúa tóc đỏ đi nha. Đỏ rực rỡ. Rồi, tiếp theo nào. Tiếp theo là nàng công chúa tóc tím. Thấy hai nàng công chúa tóc tím nặng luôn á. Đây là nàng công chúa tóc tím mộng mơ. Thì chị sẽ cho cô ấy đứng ở đây. Và tiếp theo cũng là nàng công chúa tóc tím luôn. Nhưng mà tóc của cô ấy thì có vẻ là bồng bềnh và dài hơn cô công chúa kia, nhưng cũng khá là xinh đẹp. Chị sẽ cho nàng ấy đứng ở góc này nhé. Và bây giờ cô nàng tóc tím này chị sẽ dời qua bên đây một chút xíu nha. Đó, và tiếp theo cô nàng công chúa tóc hồng xinh đẹp cuối cùng đây. Đó, cô ấy khá là xinh đẹp luôn nha. Chị sẽ dán ở góc này. Xong rồi, chị đã dán xong 5 nàng công chúa của chúng ta vào căn nhà kem. Và bây giờ thì mình sẽ thay đồ cho các cô nàng ấy. Ở đây thì có rất là nhiều đầm đẹp luôn. Và đầu tiên thì nàng công chúa tóc vàng thì chị sẽ thay cho cô ấy một cái chiếc đầm giả hội màu vàng như thế này. Đây, đó, ở dưới đây nó sẽ có những cái bèo ha. Rồi những cái tóc cả màu xanh, lá cây nữa nè. Và những bông hoa đào màu hồng rất là xinh. Bây giờ chị sẽ mặc vào cho cô ấy nhé. Xong rồi. Và tiếp theo thì sẽ là nàng công chúa tóc đỏ. Để xem nàng công chúa tóc đỏ. Đây, chị đã lựa được một cái chiếc đầm như thế này. Rất là xinh ha. Đây, mấy em hãy nhìn đây. Một chiếc đầm có quá trời là hoa luôn. Được kết thành một bó như thế này, nằm ở giữa phần eo ha. Còn ở khúc dưới này thì có những chiếc nơ màu tím nè. Rất là xinh. Và tiếp theo là nàng công chúa tóc hồng nhé. Tóc hồng thì chị sẽ lựa cho cô ấy đây một chiếc đầm màu hồng. Đây nhé. Một chiếc đầm màu hồng khá là xinh luôn. Chị sẽ cho cô ấy mặc ở đây. Thế này. Và tiếp theo là nàng công chúa tóc tím dài. Thì chị sẽ cho cô ấy mặc một chiếc đầm màu tím này. Quá trời màu tím và những bông hoa cũng là màu tím luôn nha. Xong rồi. Và tiếp theo là nàng công chúa tóc tím ngắn. Thì chị sẽ cho cô ấy mặc chiếc đầm này. Đây. Chiếc đầm khá là lộng lẫy nhưng nó rất là xinh. Xong rồi. Và bây giờ thì chị sẽ chọn phụ kiện cho các nàng công chúa của chúng ta nhé. Để xem đây phụ kiện gì. Và cuối cùng chúng ta còn đó là cô nàng tóc tóc hồng nhé. Tóc hồng thì bây giờ chị sẽ chọn cái nào đây ta. Thì tóc hồng thì sẽ là một cái bông hoa màu hồng ở trên đầu như thế này. Xong rồi, tên tiền đó, em thấy có xinh đẹp không? 5 nàng công chúa của chúng ta khá là xinh đẹp luôn. Em coi thử là cái đầm nào đẹp nè. Đó, xong rồi nha. Và bây giờ thì chị sẽ đổi một cái phong cách khác cho các cô nàng. Thì bây giờ thì chị sẽ tháo hết tất cả chiếc đầm mà các cô đang mặc ở trên người ra nha. Đây,
chị đã có sẵn cái chiếc đầm này rồi, dành cho cô ấy. Một chiếc đầm ngắn kích ngực khá là dễ thương ha, và với đỏ như thế này. Xong rồi, và tiếp theo là cô nàng tóc đỏ của chúng ta, thì chị sẽ chọn chiếc đầm này đi. Wow, rất là dễ thương. Một chiếc đầm ngắn nhé, cũng là ngắn luôn nè, hai tay được làm giống như là hai cái lông chim gì đó, màu xanh lá cây ha, rất là xinh. Xong, kế tiếp là cô nàng tóc tím màu vàng, tóc tím dài, thì chị sẽ lựa là cái bộ đầu này nhé. Chờ cô nàng tóc tím thứ hai, chị cầm cái màu tím ở dưới, ở phần dưới này thì sẽ giống như là một cái chiếc lá màu xanh ha, ở trên đây là hoa sen vậy đó. Thì cuối cùng thì chị cũng đã thay xong một cái phong cách thứ hai, đó là những chiếc đầm ngắn khá là dễ thương và xinh xắn nhé, cho các nàng công chúa của chúng ta nào. Và bây giờ thì chị lại tiếp tục sẽ thay một những cái bộ đồ khác lên cho các cô gái nữa. Thì khi thay thì chị cũng sẽ bắt đầu lột những cái bộ đồ trên người của các nàng ấy ra đó, và kế tiếp là một chiếc đầm màu xanh lá mạ như thế này cho cô gái này nhé. Tiếp theo là một chiếc đầm màu xanh dương, đây rất là nhiều bông hoa, chị sẽ cho nàng tóc đỏ. Và kế tiếp là nàng công chúa bộ đầm thật là đẹp luôn. Thì chị cũng sẽ lột những cái bộ đồ này ra nhé. Tên tên. Đó, mấy em thấy có hay không? Nó có một cái ánh vàng vàng ha. Đây, cả cái ngoài áo và cái dệt áo cũng rất là đẹp. Thì chị sẽ mặc vào cho cô ấy. Và tiếp theo nào là cô nàng tóc đỏ. Một chiếc đầm khá là đẹp như thế này ha. Và tiếp theo là cô nàng tóc tím nào. Wow, một cái bộ đồ khá là hoành tráng, một chiếc đầm khá là hoành tráng và đẹp luôn. Và tiếp theo là cô nàng tóc tím còn lại nhé. Đây, trời ơi, nàng nào cũng xinh đẹp hết. Và cuối cùng là nàng, cô nàng màu hồng. Đây, thì cô ấy sẽ mặc một cái chiếc đầm có ánh hồng như thế này nhé. Tên tên, xong rồi. Và bây giờ thì chúng ta còn phụ kiện gì nữa đây? Mình sẽ chọn phụ kiện cho các cô gái nào. Cuối cùng thì chị cũng đã thay đồ xong cho các nàng công chúa của chúng ta rồi. Và bây giờ thì các em hãy nhìn kỹ coi trong ngày hôm nay thì các em yêu thích nàng công chúa nào nhất nè, và các em sẽ chọn nàng công chúa nào cho mình tượng trưng cho hình ảnh của mình nhé. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau nè. Bye bye, các em hãy nhớ cách thức đặt hàng là hãy liên hệ số điện thoại 0937899707 để được đặt hàng nha. Bye bye.